động từ. Động từ thứ nhất chúng ta có thể nữa mà mọi người hay gặp trong bài thi ấy, là mọi người là gì, là không nhận thức được, không phân biệt được là đâu là chủ động, đâu là bị động. Đấy, các bạn phải nhớ nhé. Đi thi các bạn phải nhìn là gì, đâu là chủ ngữ, và nếu là chủ ngữ là người ấy, là cái gọi là gây ra hành động thì câu đấy phải là câu chủ động. Còn nếu chủ ngữ là vật, là cái tác nhân mà nhận hành động ấy, thì nó sẽ phải là bị động. Nhớ nhé. Nên đi thi phải phân biệt được là gì, là câu đấy là chủ động hay bị động thì mới đoạn hoàn thành được. Ví dụ như ở đây là gì, là câu này nhìn thấy là hậu tố là đuôi en, chúng ta có là the marketing department, phòng marketing. Thì chỗ này chúng ta cần chủ động hay bị động theo mọi người? Nào, phòng marketing thì tự họ, đúng không? Conducted tức là gì, là tổ chức thực hiện. Thế tự họ tổ chức thực hiện được đó, nên câu này chắc chắn nó phải là câu chủ động. Nên đáp án chuẩn của mình nó phải là gì? A. Nhớ. Các bạn lưu ý nhé, là trong bài thi của chúng ta ấy, là chúng ta rất hay bị lừa. Mà điển hình ví dụ là chúng ta có những cái động từ như là while, phần chủ động bị động là có một cái số động từ là nó không bao giờ nó chia ở dạng bị động hết. Ví dụ các bạn thử set câu này, các bạn xem nào, là the next serial meeting when, cái cuộc họp về kinh doanh tiếp theo sẽ được tổ chức, đúng không? Thường nếu các bạn dịch tiếng Việt thế thì các bạn sẽ chọn luôn đáp án là được tổ chức. Các bạn ấy nghĩ rằng là gì? Là bị động. Sẽ nghĩ rằng là bị động, tức là be taken place. Đền chẳng hạn, đúng không? Mở rộng. Sẽ nghĩ là bị động. Nhưng mà cái từ take place đó, nhớ này, nó không bao giờ dùng ở bị động hết. Đến đáp án chuẩn, nó lại phải đáp án nào biết không? Đáp án A. Đấy, take place mới là đáp án chuẩn. Các bạn lưu ý nhé. Các bạn nhớ cho thầy này, là một số động từ có thể lưu ý này, có thể gọi là nội động từ, tức là những động từ tự thân nó biến đổi, là nó không bao giờ dùng ở hình thức bị động. Và trong bài thi có phải kể đến những cái động từ như là take place này, hậu tố là gì, là FY như là simply, đúng, happen này, đúng không, occur này, hay là động từ appear này, xuất hiện này, hay là break out là gì, là nổ ra này, bùng phát này. Đấy là những cái động từ mà nó không bao giờ nó chia ở dạng bị động hết. Các bạn lý cho thầy nhá. Rồi ok, để có thể là làm tốt cái phần mà động từ không bị nhầm lẫn về động từ trong cái bài thi TOEIC của các bạn ấy, thì các bạn lưu ý các bạn làm cho thầy phần bài tập ở phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài kỹ tiếp theo. File đơn giản hóa, hậu tố là I, ZE như là realize, hậu tố S như là activate. Thế thì động từ thường đứng ở đâu? Động từ chúng ta sẽ thấy là... Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến một kỳ là nó hay đứng ở sau là gì nhỉ? Sau chủ ngữ, đúng không? Sau chủ ngữ. Ví dụ ở đây chúng ta có ví dụ như là gì, là chúng ta nhìn thấy một câu là the two companies, chúng ta cần ngay động từ rồi, đúng không? Ở đây có chủ ngữ là hai công ty rồi. Thế thì đáp án chuẩn của chúng ta, A của mình là corporate thì nó là tính từ đuôi tip mà, nên chúng ta chọn là B, đúng không? Ví dụ thứ hai chúng ta có thể phân tích này là the program, cái chương trình này, when, ở đây là when, cái bài mà rất quan trọng trong bài thi đấy là trợ động từ. Như vậy lần sau trợ động từ cũng cần một động từ. Động từ chúng ta nhìn thấy bốn cái đuôi này, đáp án B của mình là đuôi should rồi, là danh từ này, C của mình là đuôi tip là tính từ này, sau when phải động từ nguyên thể, đúng không? Nên đáp án chuẩn của mình sẽ là calculate, đáp án A chuẩn. Rồi thế thì chúng ta vừa xét đến là gì, hậu tố, vị trí của nó thường đứng ở sau chủ ngữ. Bây giờ chúng ta sẽ xét xem là gì, là động từ thì những cái lỗi nào mà thường hay gặp liên quan đến động từ. Nếu như trước đây chúng ta đã với cả động từ, chúng ta nhớ này, là động từ nguyên thể, nhớ nhé, động từ nguyên thể sẽ được dùng ở đằng sau là gì nhỉ, sau trợ động từ, hoặc là gì, dùng trong câu mệnh lệnh, nhớ nhé, dùng trong câu mệnh lệnh hoặc là sau trợ động từ. Ví dụ như là thì chúng ta nhìn thấy ở đây này, là chúng ta có cái câu là please. Đấy, bản chất từ place ở đây nó giống như là một cái câu mệnh lệnh, đúng không? Thế thì chúng ta cần một động từ nguyên thể, nên đáp án chuẩn nó phải là A, welcome. Nắm được là gì, là những hậu tố để đúng không? Câu rất là dễ. Thứ hai ấy, chúng ta phải nhớ này, chúng ta phải nhận thức được cái cấu trúc bị động, ví như là be cộng với cả phân từ hai, hoặc là cấu trúc ở dạng hoàn thành, have cộng với cả phân từ hai, đi thì rất hay gặp. Ví dụ chúng ta có một cái câu như này,
là all employees are. Đấy, tất cả nhân viên được. Ở đây có hai đáp án, theo các bạn chọn đáp án nào? Nào, chúng ta đã có động từ nhận biết được đâu là danh từ, đâu là tính từ và đâu là trạng to be rồi, đúng không? Nên chúng ta cần một cái là phân thứ hai để hoàn thành cái dạng bị động. Nên đáp án chuẩn của chúng ta sẽ là gì? Be. Đấy là cái lỗi thứ hai mà chúng ta rất hay gặp, đúng không? Nhận thức được là chúng ta sẽ giải quyết được. Cái điểm thứ ba là nhiều khi các bạn đi ấy, các bạn biết là động từ thì thường nằm ở sau chủ ngữ, nhưng mà đi thi nó lại hay cho những cái gọi là ở giữa cái chủ ngữ chính, nó lại hàng từ, cũng như là cái vị trí của nó hay cho những cái nó gọi là cụm giới từ nó nhét vào giữa, tức là các bạn sẽ bị loạn. Ví dụ ở đây là thì mình có một câu là representative from the government. Đấy, thế thì nhiều bạn là không phân biệt được là đâu là chủ ngữ chính, thằng representative nó là chủ ngữ tính chính hay là từ government nó mới là chủ ngữ chính, đúng không? Representative ở đây nó là số nhiều, government là số ít. Thế là nếu như mà xác định sai thì sẽ là sai. Các bạn nhớ nhé, ở đây nó cho một cái đoạn là the from the. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem đến là gì, phần động từ. The government vào á, nó là cụm giới từ để nó đánh lạc hướng mọi người. Chủ ngữ chính nó vẫn phải là representative, thì đáp án chuẩn nó vẫn phải là gì, là số nhiều, thì nó phải là B. Các bạn nhớ nhé. Cái lỗi nữa mà mọi người rất hay gặp trong bài thi là cái việc chia động từ nó nằm ở sau cái mệnh đề that. Các bạn nhớ nhé, cái mệnh đề that mà nó đã đầy đủ rồi thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến việc chia động từ cả. Mọi người phải xác định được rõ là đâu là những cái hậu tố nào mà chúng ta nhìn, chúng ta nhận ra được đấy là chủ ngữ chính. Ví dụ như là cái câu này, chúng ta sẽ thấy là gì, the proposal. Cả cái mệnh là that Miss Lan submitted at the planning meeting gì đó, nó là mệnh đề rồi, một cái mệnh đề quan hệ rồi. Cả cái đoạn là that cho đến gọi là meeting ấy, nó không liên quan gì, nó không liên quan gì đến việc chia động từ cả. Nên động từ vẫn phải chia theo cái thằng cái từ là proposal. Nên đáp án chuẩn nó vẫn phải là số ít, đáp án phải là A. Bạn nhớ nhá. Một cái điểm nữa, điểm